Được nghe cái phần chia sẻ trong chương trình á, và cũng hỏi bạn Hiếu ở phần đầu á, thì bạn ấy có nói là bạn ấy cũng đã muốn có một cái happy ending, một cái kết thúc nó ngọt ngào nhất cho cái tình yêu này. Nhưng mà cá nhân Thương thì lại đang muốn có thêm một chút thời gian nữa. Thì anh hỏi một câu nó hơi riêng tư là một chút đấy, thì mình liệu rằng mình có định lượng bằng con số thời gian được là khoảng bao lâu không? Hay mình chỉ định lượng được bằng cảm xúc thôi? Em nghĩ là em định lượng được một khoảng thời gian nhất định. Bởi vì là em nghĩ là con gái thì sẽ có một cái độ tuổi nào đó nó đến lúc nó phải trưởng thành và đến lúc phải lập gia đình. Và với em thì em nghĩ là độ tuổi từ 25 đến 27 là phù hợp. 25 đến 27 là phù hợp. Bác phải có những bệnh lý nền như là tiểu đường thì bác cần phải khám bệnh và dùng thuốc phù hợp. Sao? Không đau. À, cảm thấy là sẽ không còn.